Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trần Lưu Quang được chọn lính đánh hạ, kế hoạch hạ thổ đang dần rõ. Theo đánh giá của một số cây bút thạo tin, hiện nay trong tay ông Tổng Bí Thư có hai nhóm lợi ích. Ông dùng nhóm Nghệ An để cơ cấu cho vị trí đứng đầu Ban Bí Thư, còn nhóm Tây Ninh sẽ làm chủ của chính phủ trong tương lai. Nhóm Nghệ An thì rất mạnh, trong đó Vương Đình Huệ được xem là nhân vật được cơ cấu cho chức Tổng Bí Thư. Ngoài ra trong Ban Bí Thư còn có Phan Đình Trạc, Trưởng ban nội chính, Phạm Thị Thanh Trà, phó trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Trần Lưu Quang, phó thủ tướng thường trực không chính thức. Nhóm Tây Ninh hiện nay chỉ có một ủy viên chính trị là ông Nguyễn Văn Nền, tuy nhiên, nhân vật này sẽ là người đứng đầu nhóm Tây Ninh không phải là ông Nền mà là ông Trần Lưu Quang. Ông Trần Lưu Quang là nhân vật được chọn, được điều đến để khống chế những nhóm lợi ích của các địa phương khác. Được biết ông Trần Lưu Quang sinh vào ngày 30 tháng 8 năm 1967 tại Hà Nội. Sau năm 1975, ông được cha mẹ đưa vào huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh sinh sống. Theo thông tin chính thức thì bố mẹ ông Trần Lưu Quang là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, nhưng thông tin ngoài luồng thì lại cho rằng ông là con rơi của một cán bộ miền Bắc vào Nam. Nói chung, thân nhân của ông Trần Lưu Quang không rõ ràng, đặc biệt là người bố. Trần Lưu Quang đang tiến tới rất gần chức Phó Thủ tướng Thường Trực. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2019 thì bất ngờ ông Nguyễn Phú Trọng cho ban tổ chức trung ương phân công ông Trần Lưu Quang về thành phố Hồ Chí Minh nắm chức phó bí thư thường trực thay ông Tất Thành Cang. Trần Lưu Quang chuyển đến thành phố này là để kiểm soát nhóm miền Nam, kể cả ông Nguyễn Thiện Nhân, bởi lúc đó ông Nhân đang có dấu hiệu chuồn bước, sợ thế lực Lê Thành Hải và cũng đang có dấu hiệu dung túng cho Tất Thành Cang. Chỉ 8 tháng sau khi Trần Lưu Quang về thành phố Hồ Chí Minh thì ông Trọng lại cho Nguyễn Văn Nên về thành phố Hồ Chí Minh giữ chức bí thư thành ủy, hất Nguyễn Thiện Nhân ra rìa. Sau đó, nhóm Tây Ninh ra tay mạnh với nhóm cựu lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang kết hợp với Lê Hồng Nam đã bắt giữ tất thành càng. Đây là thành tích chưa hoàn hảo nhưng được cho là nổi bật của nhóm Tây Ninh sau khi ông Nguyễn Văn Nên kiểm soát được hoàn toàn thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mùng 4 tháng 5 năm 2021. Ông Nguyễn Phú Trọng lại đưa Trần Lưu Quang ra Hải Phòng mục đích của ông Trọng là điều Lê Văn Thành về chính phủ và dùng Trần Lưu Quang để mà kiểm soát tiếp nhóm lợi ích tại Hải Phòng, vốn dưới trướng ông Lê Văn Thành từ trước đến nay. Trong thời kỳ ông Trần Lưu Quang nắm chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông đã khống chế Thiếu tướng Vũ Thanh Trương, Giám đốc Công an Hải Phòng để cho ông Tô Lâm đưa Đinh Văn Nơi xâm nhập Hải Phòng. Điều tra đường dây đỏ đen liên kết từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, trong đó có độ Hữu Cà vào ngày 5 tháng 1 năm 2023, ông Trần Lưu Quang đã được điều về chính phủ thay ông Phạm Bình Minh mới bị phế chuất. Nhiệm vụ kiểm soát thành phố Hải Phòng, kiểm soát hoạt động của công an Hải Phòng lại được Trần Lưu Quang chuyển lại cho một người Tây Ninh khác, đấy là ông Lê Tiến Châu. Ông Lê Tiến Châu tiếp tục tiếp quản quản lý Hải Phòng và tiếp tục nhiệm vụ của Trần Lưu Quang. Và ông Châu giữ công an Hải Phòng đứng yên tại chỗ tạo cơ hội cho ông Đinh Văn Nơi kéo quân từ Quảng Ninh đến Hải Phòng để mà bắt cựu quan chức ngành thuế của tỉnh này. Ông Trần Lưu Quang về chính phủ, ông được ra nhiệm vụ của một phó thủ tướng thường trực nhưng không chính thức. Phó thủ tướng thường trực là phải của ủy viên bộ chính trị nhưng ông Trần Lưu Quang chỉ là ủy viên trung ương đảng. Ông thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam đang có đối thủ trực chờ sát ngay bên. Mới đây ông Trần Lưu Quang được giao cho chức ban quản lý chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là một bước tiến đến gần hơn trước Phó Thủ tướng Thường Trực. Việc còn lại là chỉ có bầu bổ sung ông Trần Lưu Quang vào Bộ Chính trị để chuẩn bị đến năm 2026, Trần Lưu Quang sẽ xoán ngồi Phạm Minh Chính và loại nhánh Nguyễn Tân Dũng xây dựng ra khỏi vũ đài chính trị. Tuy nhiên, thành hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Trần Lưu Quang được chọn làm lính hạ kế hoạch hạ thủ đang dần rõ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bứt giày Lê Thanh Hải động rừng trung ương đảng. Vào ngày 25 tháng 4, báo chí trong nước cho biết đại gia điếu cầy Lê Thanh Thản đã bị chỉ đạo xây chui cả tòa nhà chung cư cao đến 32 tầng với tổng số là 438 căn hộ. Vì sao sai phạm này kéo dài trong suốt hơn 2 năm mà không hề bị phát hiện? Cả bộ máy chính quyền đã bị che mắt trước hành động vi phạm pháp luật này. Nguyên nhân từ đâu mà ra? Được biết sai phạm này của ông Mường Thanh diễn ra dưới thời ông Nguyễn Thế Thảo làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ông Phạm Quang Nghị là bí thư thành ủy. Tuy nhiên, để kết tội ông Lê Thanh Thản, chính quyền Hà Nội đã quy kết cho ông Lê Cường, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Đông. Ông Cường đã phụ trách quản lý đô thị từ tháng 7 năm 2008 cho đến tháng 3 năm 2012 và từ tháng 3 năm 2012 cho đến tháng 5 năm 2015. Ông làm chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Đông. Đại gia Điếu Cầy Lê Thanh Thản. Thực tế không phải chỉ dự án của đại gia Lê Thanh Thản vi phạm xây vượt tầng mà rất nhiều vụ án khác cũng vi phạm. Vào hồi tháng 6 năm 2022, ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã đưa thanh tra bộ về thanh tra tình trạng xây dựng của thành phố Hà Nội. Lúc đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã điều chỉnh quy hoạch sai quy định, điều chỉnh quy hoạch nhiều lần theo đề xuất của các chủ đầu tư, có dự án điều chỉnh đến 5 lần, tăng từ 5 tầng lên tới 30 tầng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch nhưng cho đến nay ông Nguyễn Thành Nghị vẫn không làm gì được. Nguyên nhân là Nguyễn Thành Nghị đã chạm mặt một thế lực rất mạnh, đó là thế lực Nguyễn Thế Thảo, việc sai phạm cũng cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo được đánh giá là sai phạm còn lớn hơn cả ông Nguyễn Đức Trùng. Nhưng không ai có thể khởi tố ông Nguyễn Thế Thảo cả. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, thì thời Nguyễn Thế Thảo còn tại chức đã xây dựng vây cánh trong bộ máy chính quyền tại Hà Nội. Việc moi ra sai phạm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với Nguyễn Thành Nghị hiện giờ đang bước vào ngõ cụt. Ông Ngụ Nghị đã vấp phải tảng đá quá lớn từ sai phạm của Nguyễn Thế Thảo thì mới dẫn tới sai phạm của Lê Thành Thản. Ông Nguyễn Thế Thảo là quan chức đã về hưu, đã hết quyền lực, nhưng Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an vẫn không dám động đến ông này. Nếu động được tới Nguyễn Thế Thảo thì ắt cũng phải bắt Lê Thành Thản. Cho đến bây giờ, nhiều cây viết của các tờ báo lớn đang muốn Công an thành phố Hà Nội ban hành lận bắt ông Thản và họ đã tích cực đăng những bài viết nói về sai phạm của đại gia này. Có ý kiến thì cho rằng Công an thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội rất muốn bắt Lê Thành Thản nhưng không dám. Vẫn chưa có tín hiệu từ ông Tổng nên chẳng ai dám làm gì cả. Họ vẫn khởi tố, vẫn truy tố, vẫn thông báo là đang tiến hành điều tra nhưng trong suốt 3 năm qua không dám bắt giữ. Hệ thống báo chí như cái loa tạo dư luận, dư luận tạo sức ép để ông Tổng bật đèn xanh. Một khi đã nhổ Lê Thành Thản thì rất có thể sẽ động tới thế lực Nguyễn Thế Thảo và hàng loạt quan chức cấp cao trong chính quyền tại thành phố Hà Nội. Khi nào thì ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chưa bật đèn xanh, chưa ai dám bắt Lê Thành Thản. Bản chất của bộ máy nhà nước Cộng sản là sợ quyền lực. Với dân đen không có chút quyền lực trong tay thì họ có thể bắt giữ người. Nếu họ muốn, thậm chí họ bắt mà không cần lệnh bắt của tòa. Nhưng với những người mà có mối quan hệ lớn như đại gia Lê Thành Thản thì cả bộ máy đều run sợ. Họ đôn đẩy lẫn nhau Họ nhờ báo chí tấn công trước để tạo dư luận và họ đợi xem đèn xanh của ông Tổng. Họ đang rụt rẻ, họ sợ quyền lực lớn của ông Tổng. Rất nhiều người thắc mắc rằng tại sao ông Nguyễn Thế Thảo sai sở sở ra đấy mà ông vẫn bình an. Bởi ông Tổng chưa bật đèn xanh, vậy đèn xanh của ông Tổng nó ở đâu? Đó chính là Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú mà sắn tay vào cuộc thì lúc đó bên dưới mới dám ra tay. Con chân cầm tú im lặng thì nấu ai dám động tới. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình với bản tin Bứt dây, lê thanh thản, động rừng, trùng ương đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của Thời báo d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de